Em đã quên hẳn ngày này. Thật ra anh không tệ giống như em tưởng tượng đâu. Những gì trước kia anh làm không chỉ có nỗi khổ riêng của anh. Em đã có nói với anh em đã quên hẳn ngày này rồi, sao còn nhắc tới hắn làm gì? Dù Hà nghe anh nói dạo này anh... Đủ rồi, em đã nghe, sau này đừng nhắc tới người này. Anh sợ không nói ra mai này em sẽ hối hận. Lệ Du Hà này đã quyết định cái gì quyết không hối hận. Sau này tự tưởng dù có sống hay chết, người này cũng đều không có quan hệ tới em. Được rồi, được rồi, anh không nói nữa, em đừng có giận. Gia Kim, con người của anh thiệt là quá mềm lòng, dễ tin người ta. Anh hứa với em, đừng có đụng chạm tới tự tưởng nữa. Em không muốn anh bị hắn lợi dụng. Hay hứa với em. Y tá à, có đi, dạ, đưa lại, xưa nay tôi làm việc để không phải là vì tôi, như vậy thì càng không đáng. Dư Hà không hiểu anh, cho dù là hôm nay anh tới dự thì càng làm cho cô hận anh thêm. Chỉ cần Gia Kim, Dư Hà và đứa bé sống được hạnh phúc, cô có hận tôi đi nữa cũng không quan trọng. Hơn nữa thời gian có thể chứng minh được. Anh không thể tự gạt mình, thời gian của anh không còn bao lâu. Thật ra anh cũng hiểu được sức khỏe của anh càng ngày càng tệ, không thể chịu đựng được nữa. Bây giờ chỉ là hồi quang phản chiếu, tôi sẽ gánh trách nhiệm những gì mà tôi đã làm. Kim, bắt đầu từ hôm nay, cháu và Vô Hà làm đám cưới với nhau, rốt cuộc mình đã thành người một nhà. Dạ phải bà nội, bà yên tâm, cháu cũng như Vô Hà sẽ hiếu thảo với lại bà nội. Cháu là một đứa đôn hậu, nội biết cháu sẽ đối với Vô Hà của nội và nội rất tốt. Nhưng mà nội còn một tâm sự không thể để xuống. Bà nội, có chuyện gì cứ việc nói ra, chỉ cần cháu làm được, cháu tận sức mà làm. Vậy thì nội sẽ nói thẳng là có quan hệ với đứa bé trong bụng của Vô Hà. Đứa bé này chưa có chào đời thì đã trải qua biết bao nhiêu chuyện. Số mạng của đứa nhỏ thiệt là khổ quá. Bà nội yên tâm, cháu đối xử với con của Vô Hà cũng giống như là đứa con ruột của mình, để cho nó trưởng thành trong hạnh phúc và vui vẻ. Cháu có thể cho nó mang hộ cố hay không? Nội không hy vọng sau này nó lớn lên, nó cảm thấy nó không phải là một thành viên trong gia đình của tụi cháu. Đương nhiên là được chứ. Bà nội đừng lo, cháu nhất định là người chồng tốt và là một người cha tốt.
Cảm ơn. Tôi giết con. Cho con biết bí mật này, đừng nói cho người ta nghe. Nếu như không, tôi giết cô, giết cô, giết chết cô, giết cô, giết cô. Tôi giết cô, giết cô nè, giết cô nè, tiết lộ bí mật hả? Tôi giết cô nè, tiết lộ bí mật hả? Làm gì? Trở vô đi. Lại lên, trở vô. Tôi muốn ra ngoài. Tôi muốn ra ngoài. Tôi muốn ra ngoài. Cô hãy mau trở vô trong, nếu không chết thuốc bây giờ. Đi vô, lại lên. Đi vô, nếu không chết thuốc bây giờ. Đi vô, lại lên. Không, đừng nói làm gì. Ngoài. Tôi không muốn chết thuốc. Tôi không muốn chết thuốc. Không muốn chết thuốc thì vô trong đi. Nếu không hát không nghe lại là bắt chết thuốc. Tôi muốn ra ngoài. Đừng nói, tôi muốn ra ngoài. Xin chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng mọi người. Mọi người. Mời bên này, xin mời. Mời bên này. Ngồi đi. Chúc mừng cô. Hôm nay cô đẹp quá. Anh tới làm gì? Ai mời anh tới đây? Tôi đến đây chỉ muốn nói một câu thôi. Nói xong tôi sẽ đi. Chỗ này không có ai muốn nghe lời láo xược của anh. Ở đây không quan nghênh anh. Mời anh về. Đừng có tới đây để làm loạn. Lần này tôi tới là muốn chúc phúc cho cô. Tôi tưởng đã đủ rồi. Anh đừng có đóng kịch trước mặt của tôi. Anh thật lòng cũng được hay làm bộ cũng được, không có quan hệ tới tôi. Chừng nào mới sinh? Cho anh biết thì thế nào? Cho dù là tôi có sanh đứa bé này ra, nó cũng sẽ mang hậu cố, không có chút quan hệ gì với anh. Thế nào? Đã hết chuyện nói à? Vậy anh còn đứng đây để làm gì? Anh hãy đi đi. Chúc cô và Gia Kim trăm năm hạnh phúc. Anh hại Gia Kim còn chưa đủ hay sao? Sau này tôi vĩnh viễn không muốn gặp lại anh. Tùy tưởng. Tôi cứ đi kiếm anh, không sao chứ? Gia Kim, da mặt của người này quá dày, đúng là đồ khó ưa. Em đừng có giận, có chừng ảnh hưởng thai nhi. Em biết, hắn đâu có đáng để cho em giận. Tôi đã chuẩn bị một món quà, hy vọng hai người sẽ thích. Ai mà thèm quà của anh. Giờ Kim, chúng ta đi. Cảm ơn. Đi đi. Thank you.
Tuy tưởng mày phải ráng chịu. Có một chuyện cuối cùng chưa có làm xong. Alo, Lê đội trưởng. Tôi đây, xin hỏi ai? Tôi là Tùy Tưởng. Có phải Long còn đang điều tra về vụ án của Lệ Đông không? Đúng. Có phải ông có manh mối nói cho chúng tôi biết? Tôi muốn nói cho ông biết, hung thủ giết chết Lệ Đông. Cái gì? Ông biết ai là hung thủ? Alo. Alo. Alo, Tùy Tưởng, lên tiếng đi. Ông khỏi cần phải kiếm tôi. Tôi sẽ tự kiếm ông. Cái gì? Người giết Lệ Đông chính là tôi. Bây giờ tôi tới tự thú. 10 phút sau gặp. Dạ, vô Hà, cháu đi đâu vậy? Tôi và cô hai kiếm cháu khắp nơi. Mình vô trong. Ơi, vô Hà. Nội thiệt nóng lòng muốn chết. Có một số khách khứa đã tới. Cháu mau mau đi chuẩn bị. Tiểu Hà, đầu cổ của cháu mồ hôi mồ hám tùm lum, phấn son cũng trồi hết. Có cần kêu người tẩm phấn lại cho cháu không? Thế nào? Bà ông nghe để cháu đi. Ừ, đi mau. Ây da, cái vali lớn vậy là quà của ai tặng tới? Đáng lẽ của Tùy Tưởng, hồi nãy anh có tới đây. Nhục quả phượng hoàng, ngọc tuyết ngọc long. Còn có một phần chuyển nhượng cổ phần của Liên Thành. Tùy Tưởng đem hết 60% cổ phần của Dương Thao, nhường hết cho Vô Hòa. Tùy Tưởng muốn sao nữa đây? Không lẽ nó lại có mưu gì muốn hại mình? Vô Hòa, anh đã biết sai. Không phải chỉ một câu nói xin lỗi là có thể đền bù lại hết tất cả. Anh không hy vọng em nhìn nổi tha lỗi cho anh. Anh chỉ hy vọng là lấy công việc rồi. Bây giờ chuyện duy nhất anh có thể làm được là đem hết cổ phần ở trong tay của anh. Thì ra thì tưởng cũng thiệt.
Tuy tử, Tuy tử. Anh quan đi, Tuy tử. Tuy tử hả? Tuy tử, sao anh phải làm như vậy? Tại sao anh không nói cho tao biết? Mau đến vô bệnh viện. Ở đây của anh. Dạ Kim, em thiệt có lỗi với anh. Đừng nói nhiều, lên xe mau. Anh có nghe em nói chuyện hay không? Anh đừng có bị gì. Tùy tưởng, không cần đỡ nội. Gia Kim, mau qua coi Vô Hà ra sao. Vô Hà, thế nào? Vô Hà sao? Tùy tưởng có nghiêm trọng hay không? Bà nội, họ đang cấp cứu cho ảnh, tới giờ vẫn chưa có tỉnh lại. Anh cứ kêu tên của cháu hoài. Thì không thể ngờ Đinh Đinh độc ác như vậy. Quả nhiên bác Tùy tưởng chết trùng với nó. Đinh Đinh làm gì đây? Có bị điên rồi? Không biết có phải nhà họ Lệ của mình kiếp trước có nợ của cổ không? Kiếp này cô đến đây đòi nợ. Chuyện gì cũng có thành kiến với Vô Hà. Ây da, ô Nga, cô đừng có nói bậy. Cô nói làm lòng dạ của tôi rối loạn hết. Nè quý y tá, bệnh nhân bây giờ thế nào? Ông bị mất máu nhiều, cần phải vô máu. Tùy tử, Tùy tử, cẩn thận Vô Hà, cẩn thận. Anh đừng có chết, anh đừng có bị gì nha Tùy tử. Tôi đang ở đâu? Đang phòng cấp cứu của bệnh viện. Lúc nãy em bị đụng xe, hôn mê tại hiện trường. Đụng xe? Vừa hả? Không sao chứ? Tim bệnh nhân đập nhanh, tình hình không được ổn định. Vừa hả? Không sao chứ? Có sao không? Lập tức chuẩn bị mũi thuốc cần tiêm. Vừa hả? Cô thế nào? Cô có bị thương không?
Ông đừng kích động, đừng kích động. Cũng không gì, ông yên tâm. Tùy tử, tùy tử, cẩn thận vô hà, cẩn thận. Anh đừng có chết, anh đừng có bị gì nha tùy tử. Tôi đang ở đâu? Đang phòng cấp cứu của bệnh viện. Lúc nãy bị đụng xe, hôn mê tại hiện trường. Đụng xe? Vừa hả? Không sao chứ? Tim bệnh nhân đập nhanh, tình hình không được ổn định. Vừa hả? Không sao chứ? Có sao không? Lập tức chuẩn bị mũi thuốc cần tiêm. Vừa hả? Cô thế nào? Cô có bị thương không? Ông đừng kích động, đừng kích động. Cũng không gì, ông yên tâm. Có phải tôi cần đi không? Quý cá bệnh nhân xuống rất nhanh. Anh phải kiên cường, đừng nản chí. Tại sao những gì trước mắt của tôi cũng đều quá mơ hồ, không có thấy được gì hết? Tùy tưởng, mở mắt ra, ta lắm người. Tùy tưởng, nói cho tôi biết, bây giờ anh thấy được gì? Tôi thấy được, rất là mơ hồ, chỉ có một ánh sáng thôi, càng ngày càng tối. Bác sĩ, anh thế nào? Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, tâm thần không nguy hiểm tới tính mạng. Hơi già thì cảm ơn trời Phật. Nhưng mà... Sao hả? Nhưng mà bệnh nhân bị sơ tông vào, máu bầm trong não, ép dây thần kinh, cho nên tạm thời bị thất minh. Cậu bị mù. Bác sĩ Hằng, làm ơn làm phẫu thuật cho anh ngay. Tôi có thể làm thủ thuật giùm cho anh, nhưng mà tôi còn lo là một chuyện khác. Ông không phải đã nói anh trải qua thời kỳ nguy hiểm, tạm thời không bị nguy hiểm tới tính mạng. Không sai, tính mạng tôi không nguy hiểm, nhưng mà cần phải lưu viện để quan sát thêm. Tôi muốn kiểm tra toàn bộ não bộ của anh. Máu bầm bị ứ trong não của anh đã bị biến quá. Cái gì? Trước kia anh bị máu bầm ứ não? Anh đã coi qua báo cáo của anh. Anh biết trong não bộ cứ máu bầm, nhưng lâu nay anh không chịu làm thủ thuật để lấy máu bầm ở trong não ra. Lần này bị đụng mạnh thêm một lần, máu bầm có hiện tượng lan tràn. Nè, vô hà, vô hà, vô hà, đừng có hồ nhỏ, vô hà, vô hà, vô hà, vô hà. Nội. Bà nội. Ồ, nội. Ờ, sao, sao hả? Sao cháu lại ở đây? Hồi nãy em quá đau lòng, đã bị ngất xỉu. Đúng, bác sĩ mới vừa siêu âm cho cháu, cũng may cái thai coi như được ổn định. Vô hà, sức khỏe của em không được tốt, trước kia còn làm phẫu thuật đổi thận, bây giờ còn đang mang thai, phải chú ý sức khỏe của mình. Ừ, Gia Kim nói rất đúng, sức khỏe quan trọng nhất. Cháu coi xảy ra bao nhiêu chuyện, rồi đến cuối cùng cũng không phải do mình khống chế được. Nhưng mà bác sĩ nói cháu phải nên chú ý cái đầu của em bé hơi tuột xuống. Nếu như cháu còn lao tâm không chịu nghỉ ngơi cho khỏe thì dễ bị sanh sớm. Bà nội, xin lỗi nội. Cháu sắp làm mẹ người ta mà không biết tự săn sóc, lại khiến cho nội phải lo lắng. Khờ quá. Cho dù cháu có làm mẹ người ta đi nữa, nhưng trong tầm mắt của nội, cháu vẫn còn là một đứa con nít. Bà nội, cháu đưa bà về nghỉ ngơi trước. Ừ. Dạ Kim, cảm ơn anh. Ừ. Ngày mai nội sẽ tới nữa. Ừ. Nghỉ ngơi cho khỏe. Nè, đừng suy nghĩ bậy bạ. Thank you.
Dạ bà về tới, bác sĩ Cố. Bà nội, bà ngủ sớm đi, sáng mai cho tới rước nội. Nội trong một ngày mà xảy ra bao nhiêu chuyện, nội đâu thể nào lập tức ngủ được. Gia Khiêm, cháu ở lại đây uống ly trà với nội. Dạ được. Trà thiệt là thơm ngon, không biết phải dùng bao nhiêu thời gian trồng mới được thơm dịu như vậy. Gia Khiêm, cháu thiệt rộng lượng như vậy à? Yêu một người thì phải nên cho bọn họ có cảm giác được hạnh phúc. Nếu Vô Hà cần cháu, cháu xuất hiện bất cứ lúc nào. Bà nội à, bây giờ tất cả mọi chuyện được sáng tỏ, cổ quyền của Liên Thành trở về tay của nhà họ Lệ. Bà nội yên tâm, nội như là vẫn còn lo lắng. Nội lo chuyện của tùy tưởng không phải đơn giản như là trong sự tưởng tượng của mình. Không lẽ nội nghĩ tùy tưởng có kế hoạch gì nữa? Cha thấy không có sao. Cậu thanh niên này bản tính không có hư, nội chỉ sợ cái gánh nặng của nó quá bề bộn. Trong lúc nó trả thù, nó làm ra những chuyện mà nó không nên làm. Nội cảm thấy anh làm chuyện gì? Ngày mai chúng ta đi thăm nó, hỏi nó cho rõ ràng. Tiểu Lý đội trưởng có căn dặn nhất định phải canh gác chặt chẽ, bất cứ ai cũng không thể vào. Dạ biết. Đội trưởng đi đâu rồi? Sao tối vẫn chưa thấy về? Theo đáng lẽ chắc cũng sắp về tới. Ông đi làm cái gì vậy? Thì phải. Tại sao tới bây giờ đội trưởng chưa có về hả? Nè cô à, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì? Chúng tôi đang điều tra án. Điều tra án? Tôi tưởng đã xảy ra chuyện gì. Cô à, không được. Được, tôi là vợ của ảnh, hãy cho tôi vô. Xin lỗi đội trưởng, chúng tôi căn dặn bất cứ ai cũng không được vào. Chuyện gì? Có vấn đề gì vậy? Họ không cho cháu vô, họ nói là điều tra án. Nè sếp à, tôi là bạn của tùy tưởng, bọn họ là người nhà của tùy tưởng. Xin hỏi đã xảy ra chuyện gì? Là án mưu sát. À, đội trưởng. Đội trưởng. Đội trưởng. Hả? Liêu đội trưởng. Hôm qua trước vụ án xảy ra, tùy tưởng đã có điện thoại đến văn phòng kiếm tôi. Ông nói ông là hung thủ giết chết Lệ Đông. Tùy tưởng là hung thủ giết chết bác hai? Tuyệt đối không thể nào. Đội trưởng, tùy tưởng, đội trưởng, cặp mắt của anh đã mù, có thể lấy con cung tại bệnh viện hay không? Không thể được, đi. Gia Kim, anh đã mau nghĩ cách. Bây giờ tùy tưởng không thấy đường, còn phải làm thủ thuật. Họ đâu có thể nào làm như vậy. Vô hai đừng gấp, để anh kiếm cách. Hả? Anh không phải các bạn làm cảnh sát hay sao? Anh đi nói chuyện với họ thử coi, có thể bảo đảm cho tùy tưởng ra ngoài hay không? Nè. Vô Hà, nếu tùy tưởng thật sự là hung thủ giết chết bác hai của cháu, như vậy tức là án mạng. Không phải nói bảo đảm là bảo đảm được dễ như vậy. Tại sao lại tùy tưởng chứ? Anh và bác hai không thù oán, anh đâu có thể nào là hung thủ giết người. Chắc là Liên đội trưởng đã hiểu lầm. Phải, là tôi giết chết Lệ Đông. Tên của tôi là Hướng Tùy Tưởng. Tôi họ Hướng. Ông họ Hướng? Tùy Tưởng là tên giả của tôi bên Mỹ. Vậy ông và Lệ Đông có quan hệ gì? Tại sao ông quen với ông? Ông là bác hai của bà xã tôi. Có một hôm ông nói với tôi, ông biết thân phận thật sự của tôi. Ông muốn tống tiền tôi. Ông có dùng tiền mua chuộc ông không? Loại người như ông, vì tiền người thân cũng có thể bán đứng được. Tôi không thể tin tưởng ông. Tôi biết cho dù tôi có cho tiền cho ông,
thì ông cũng nên bí mật này nói cho bà Lệ biết. Cho nên ông muốn giết chết ông, ông muốn diệt trừ Lệ Đông để miễn đi hậu quan. Tôi không nghĩ là giết ông. Ông nói với tôi ông lấy được tiền rồi thì ông đi ngay. Ông muốn du lịch thế giới, hưởng thụ đời sống ở trên đời, là cái diễn không đấy. Cho nên tôi mới chọn một bài học. Nói tiếp đi. Mày dẫn ta đi đâu lấy tiền đây? Tiền mặt nhiều như vậy thì đương nhiên phải tới một nơi an toàn. Nhưng căn cứ theo báo cáo khám sát, chúng tôi thấy vết thương chí mạng của Lệ Đồng không phải ở phía trước. Sau đó thật sự đã xảy ra chuyện gì? Tôi hy vọng ông có thể hợp tác. Hãy nói ra hết mọi chuyện. Sau đó ngày nào tôi cũng mơ thấy ác mộng. Giết người chứ không phải đơn giản như giết một con kiến. Chỉ cần anh đã làm thì suốt cuộc đời của anh không có một ngày yên. Thật ra tôi không nghĩ là tôi giết chết ông. Hôm đó sau khi ông xỉu, trong lòng của tôi cảm thấy rất sợ, cho nên tôi mới xô ông xuống dưới sông. Anh làm như vậy đủ yếu tố tạo thành cố tình mưu sát, anh hiểu không hả? Tôi tưởng sau khi giải quyết vấn đề này xong thì không còn tất cả những phiền não nữa. Có một hôm có một người nói với tôi, hắn lấy quay được chứng cứ của tội phạm, hắn đòi tống tiền tôi. Người này là ai? Hắn nhìn thấy tất cả quá trình mà không chịu báo cảnh sát, lại tống tiền ông. Tôi có điều tra nhưng mà điều tra không được. Tôi chỉ biết tên của hắn là Tiểu Dung. Lần nào thì hắn cũng liên lạc với tôi, kiếm người tiếp đầu với tôi. Thời đại bây giờ quả nhiên có người vì tiền, dù pháp dù thiền. Anh hãy nói ra những chuyện mà anh biết, tôi nhất định phải kiếm cho được hắn. Có phải anh có chứng cứ tùy tưởng phạm tội hay không? Phải vậy thì sao? Tôi muốn bán chứng cứ của ông. Xin hãy ra giá. Giá 1.500.000 thiếu một xu cũng không được. Tôi vào trước, các người vào sau. Chút nữa mình vừa tới chỗ, nghe mệnh lệnh của đội trưởng rồi hãy bắt người, biết không? Dạ biết. 1.500.000, con người của anh cũng thiệt tham lam quá. Hey, ông làm gì vậy hả? Ông có biết cái gì kêu là bí mật cá nhân hay không? Ra ngoài, ra ngoài. Tôi là người của cục công an, tôi hoài nghi anh có quan hệ tới vụ mưu sát. Hãy theo tôi về cục công an để cho khẩu cung. Ê, ê, sếp bà, sếp bà, chỉ là hiểu lầm. Tôi là người dân tốt mà, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Bình thường con kiến tôi cũng không dám đập chết, tôi đâu có thể nào mà giết người chứ. Hey, ông nói có phải vậy hay không? Vậy sao? Anh biết sự thật mà không tố cáo, tống tiền tội phạm. Hey, không phải, chắc là ông đã hiểu lầm. Anh thì không có. Anh không biết tôi à? Lúc tôi nói chuyện với anh ở trên mạng, anh còn bán chứng cứ phạm tội của tùy tưởng cho tôi 1.500.000. Đội trưởng, dẫn nó về. Không có chuyện này, các người vui qua cho tôi. Được rồi, đừng có giả vờ. Tùy tưởng đã nói rồi hết. Được, dẫn đi. Dạ. Nè, nè, đi, các người vui qua cho tôi. Dạ, đi. Các người vui qua cho tôi mà. Đi, tôi bị qua không? Đi, tôi bị qua không? Đi. Ngủ không được hả? Ở lâu tự nhiên sẽ quen mà, sẽ ngủ được ngon. Trời sáng rồi. Không thức cũng đã thức dậy. Nè, làm đi thuốc. Nè, thức khỏi, cảm ơn. Tôi kêu là Tiểu Mã, anh tên gì? Tôi là Hướng Tùy Tưởng.
bị tội gì vô đây? Không nói thì thôi, ai cũng có quá khứ. Tôi mới vô đây cũng như là anh, ăn không ngon, ngủ không yên, và cũng không nói chuyện với ai. Tôi giết người. Vô tới chỗ này đương nhiên là giết người. Hãy để tôi kể chuyện cho anh nghe, không cho anh nghe xong sẽ hiểu thấu. Trước đây rất lâu, có một tên tài xế taxi. Nó làm việc rất siêng năng. Nó có một người vợ rất yêu nó, và có hai đứa con sanh đôi rất dễ thương. Sống cuộc sống rất bình thường và vui vẻ. Có một hôm, tên taxi này chở một người khách. Người khách đã bị thương. Tên tài xế băng bó vết thương, cứu lại mạng của ổng. Họ trở thành bạn bè với nhau, nhưng mà nó không biết. Người khách này là tên ăn cướp, và tên ăn cướp này dẫn nó vào nghề. Nó kiếm được rất nhiều tiền, và nó tưởng là sẽ có một cơ hội thay đổi cuộc đời, nên nó hứa với tên cướp. Chứ dù kiếm được tiền này cũng không có được vui. Anh nói không sai. Nó chuẩn bị đi làm ăn, cả đêm không thể ngủ vô. Vợ của nó phát giác nó có chuyện không ổn, cho nên theo dõi nó, đi tới hiện trường phạm tội. Lúc họ bắt đầu cướp thì bị cảnh sát bao vây. Lúc đó hiện trường rất hỗn loạn, và trong lúc này, tên tài xế nó bởi những lỡ tay nổ súng bắn chết vợ của nó. Anh chính là tên tài xế lấy giùm xe cho đám người đó? Là chính tay của tôi giết chết người mà tôi yêu thương nhất trong giây phút sai lầm. Chính tay của tôi hủy đi hạnh phúc suốt đời của tôi. Nếu tôi có thể quay trở lại, tôi nghĩ không có ai muốn giết người. Nếu như chuyện đã xảy ra thì không cách nào có thể thay đổi. Tôi chỉ hy vọng kết thúc tất cả, sớm mau đem tôi ra xử bắn. Anh không sợ chết sao? Lúc tôi mới vô đây, tôi đã từng tự tử. Là do Lưu đội trưởng chửi tôi. Ông nói tự tử là yếu đuối, là hành vi không chịu trách nhiệm. Nếu như đã phạm tội thì phải chịu trừng phạt của pháp luật. Đúng. Nếu như không thể thay đổi được sự thật, tốt nhất phải đi đối diện. Lại một ngày mới. Mình có được bao nhiêu cái ngày mai? Đúng. Phải nên sống mỗi ngày cho thiệt tốt, thiện đãi những người bên cạnh của mình. Má đây kìa. Cảm ơn anh. Anh là người bạn cuối cùng của tôi. Hy vọng không phải là người bạn xấu. Hả? Tôi còn muốn gì? Chú Quách, tôi có chuyện này muốn nhờ chú giúp. Chúng ta là thế giao, tôi đã làm công chuyện cho Liên Thành bao nhiêu năm nay, có chuyện gì cứ nói ra, tôi nhất định tận hết sức mình để giúp cô. Vụ án của Tùy Tưởng tôi nghĩ là chú cũng đã biết. Hy vọng là chú có thể làm luật sư đại diện cho ảnh, rửa sạch tội trạng cho ảnh. Xin lỗi, chỉ có chuyện này tôi không thể giúp. Tại sao vậy? Ngày nào chú cũng thực hiện giùm cho người ta, sao chú lại không nhận vụ án này? Chú thấy không có nắm vững được tự tin, hay là chú sợ bà nội biết sẽ không vui? Thú thật với cô, hôm qua Gia Khiêm có kiếm tôi nghiên cứu về vụ án, nhưng mà Tùy Tưởng đã thừa nhận cậu đã giết Lệ Đông, đã tỏ vẻ với Gia Khiêm là cậu đã nản lòng và chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật. Chú Quách, chú nói là ảnh từ chối biện hộ cho mình. Không sai, cậu đã bỏ qua quyền lợi này. Anh bỏ qua không có nghĩa là cháu bỏ qua. Chú Quách, xin chú hãy nghĩ cách để giúp cho ảnh. Xin lỗi, nếu Tùy Tưởng không chấp nhận, tôi không thể nào đứng ra thay mặt cho cậu xin biện hộ được. Thú thật, căn cứ theo pháp luật của quốc gia, tội phạm giết người phải bị tử hình. Cơ hội của cậu bị tử hình rất lớn. Chú Quách, cháu xin chú hãy tìm cách giúp cho ảnh. Cháu không thể nhìn thấy ba của đứa nhỏ trong bụng của cháu bị xử tử.
mà cháu không thể giúp được cái gì. Xin chú hãy nể tình đứa nhỏ này, cháu xin chú hãy sáng kiếm cách. Vậy để tôi kiếm Tỳ Tưởng nói chuyện thêm một lần nữa, hy vọng cậu có thể hồi tâm chuyển ý. Nhưng mà tôi không có dám bảo đảm bất cứ chuyện gì.